Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chú gà. Để móc chú gà này thì đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 50 móc đơn trong vòng tròn 3 thật, sau đó mình sẽ móc tăng dần. Sau khi móc xong thì mình sẽ móc phần thân dưới, mình sẽ móc vào đây là các mũi móc đơn, mũi kép đơn để tạo thành. Sau đó mình sẽ móc vào đây là các mũi móc thu. Phần màu này thì mình sẽ móc vào đây là 30 móc xích, sau đó móc lên một mũi móc trượt và 30 móc xích. Sau đó mình sẽ khâu mắt, khâu miệng cho chú gà này. Phần này mình sử dụng đây là len miêu cốt tông. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một quả len màu vàng nhạt, một quả len màu đỏ, một quả len màu trắng, một cây móc, một cây kéo, một cây kim. Mình sẽ tạo một vòng tròn ra thật. Nên cho mình một bộ móc xích, sau đó móc lại cho mình 6 móc, 5 móc đơn. Và mình sẽ móc vào đầu mỗi chân mũi sẽ là 2 mũi móc đơn của một chân.
Ảnh tiếp theo mình sẽ mang qua đây là ca vũ Long Thù. Vào đây cho mình một sẽ lôi một bộ xe vào đây cho mình bộ móc đơn. Cùng một chân sau đó móc vào đây cho mình một hai ba vào đây cho mình hai một góc gần cùng một chân lần tiếp theo mình sẽ bóc mỗi cho mỗi là một mũi móc đơn. Rồi mình sẽ bắt vào đây một mũi móc đơn.
Rồi mình sẽ mong vào đây công nhân đường. Rồi mình sẽ lên màu đỏ để mình móc phần màu gà. Nên cho mình hai ba mốt xích đăng kim xuống đây, đây là một bộ móc chuột.
Vậy là mình đã được một chú gà mini. Đây là thành quả mà mình móc xong một chú gà mini.